ແລະອັນຍາດກະບຈູປະຈໍາບັດນະສດັບຈິດທີມິດໄຕແມ່ສົມສະຫວາກຸມປະກັນຊັນນາໄຄໄຄຈຸມນຸນ 2 ຫມົກຈຸມເບບຈູນດາປະຈໍາບັດນະສດັບແລະອັດຕະບັດທີ 1 ກົງຕາຕຕຸບານການງາຈະສາກໍໄດ້ຈະຄອນໂທຣຄັ້ງໃນຕັກຈິດລູກຄູຕາຍຕາສ້າງອໍາເພີອໍຊ່ວຍຕົກລຸມບາກຕະດອນສາສານຸສັດແລະຈູບໄກ່ກໍລຸມບາກລະຫົດດອນດອຈີທະວິການອັບນາຍດອນລູກຄູບັດຕິດຍືງມາຕາມດານລຸມອິດບັນຖາມອັດປະຕິປີກ້າວຕຶກເລືອກຄືຈິດໄໝລູກຍາມສົມອູນລຸດຈົງກົງສົມພະຣະຍາຮຽບການຈິດເລັກທີ 2 បាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរដ្ឋថៃតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះលោកញ៉ែមសំអូនក្រៅពីបែកបាក់គ្រួសារបាទនិងភរិយាជាងដប់ឆ្នាំមកលោកនៅតែទំនេរបាទមិនមានភរិយាក្រៅឬក៏ស្រីស្នេហ៍នោះទេនៅតែចិត្តចង់បាទត្រូវរើជាមួយនឹងអតីតភរិយាវិញដដែលតែយ៉ាងណាឥឡូវនេះត្រូវគ្នាវិញហើយលោកនឹងសុំភរិយារៀបការសារជាថ្មីម្ដងទៀត បាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានរំលឹកនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅស្កកតេលោកគ្រូបង្រៀនម្នាក់នេះតែងតែជួយទុកលំបាកដល់សិស្សត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមគ្រប់ទស្សនៈនៅទឹកចិត្តជាខ្លាំងប្រិមិត្តអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសបណ្ដាញសង្គមតិកតុកច្បាស់ជាបានស្កល់ហើយលោកគ្រូបង្រៀនមរូបដែលតែងតែស្កល់ថាជាគ្រូបង្រៀនចិត្តធម៌តែងតែជួយយកអាសាដល់កូនសិស្សដែលជួបការលំបាកទីតក្រនិងមានបញ្ហាផ្សេងៗព្រមទា
riêng ngút đò sở xa nụ sơ. Đại sao ông bơ là ó, cả ọc rung đỏ là ó nâng sẽ cảm phép chùi dục ở xa khôn sơ. Nâng khóa khát chìa vào trăm hay mình khóa bị tục lụng bạc luôn ấy. Thưa ơi lục rú đục sụt đực thi để tụ bán cả sáng ngọp ngay. Cao ta xa vì mượt ngày tầm mượt ngày. Tăng đầy khăn ông thả cùng lục tốt. Phương tăng đầy lưu bản đàn trình cung phong đài. Đại nẹ bà bà bản đàn trình cung chìa chán. Tăng tay cổ rục bình chất nâng sáng ngạch xa đầy ông bơ là ó. Đôi ạch lạc khăn rộp bỏ lục rú chìa hầu hai ạch ạch nụ lời. Thế bất bật tài lục rú thớ bùng chọn ba nợ cả tộp xa nông nông bà ca nà mùi lời. Ta kì dân kết khuyên tha miên bọn bà ô nực nông phùm sọc chìa tràn bàn cổ rộp sổ lãnh đà lục rú. Chìa bì xa bọn bà ô nà chì vật có khá hạp bàn phát đo nợ. Nơi rộp bỏ bà bà bình tích bình tú chút đà lục rú đòi bùng kết thả vị ca thèm tiên. Tạm giá âm bà Ông nghĩa bằng cao nên cả chạy rừng lê trong phố lõ, thuốc bọn sang cổ xo, chung đòn nạc khóa khát. Năm bốc nữ cổ xo phó bọn, bọn tên chạy rừng lê nơi đầy sóc nâng xin nam nhớ nhớm rừng khní. Bởi bình mật này kì tệ tệ nâng lực rù chạch thò, bàn chui đò mùi mùi đà chụp cả lũng bạ, tất tù bàn cả cổ rục nâng thang cho xá, nâng tất chạch lực rù. Ông cũng bình mật dùng bình chào. Nơi ảnh tập bản này hay dường mà tạm đà nơi ảnh tập bản mới tiết. Các trừ rời khí này chỉ thầm mây lộp nhạy mà xâm ổn. Lực trung cúng xông phẹo là dưới riêng ca lực tỷ bi. Bên này chỉ vật đà ra chùm riêng lộp nhạy mà xâm ổn càng tầm biên phiếp gọt đỡ. Các rời phẹo là dưới dàn lị đá. Bạn trò lọp rùn nơi sau cầm nạt vinh. Ở với đà chỉ ca cột xâm có nụ cron tài nạn niêng bàn mộc đỏ sau khám máy. Mình toàn bàn và màn phong. Công Cảm ơn ta miền tìm xa càng nghề trả lời mình thả thọt sport rồi bị thịt cỏ lời. Ở với đại cụ áo chạp ở rõm nửa tháng ngày tìm đập rồi mỗi kháng bục ní. Các bạn bằng hợp thả đã ra chùm riêng rụng ní bàn lực chung cung xong phẻ lý điệp cả chít mấy. Các áo chạy phơi khní ở rõm màn đập cho nam bục ní. Các áo bài phơi khní rồi nơi chân mịt mặt hàng mà nét ở dạ bị đập cho nam lục nhạc xâm ấu nâng phẻ lý. Bạn tâm rách đọt thôi mà nét mùi chùm hiên. Nâng bạn trâu râu chùm mùi phẻ lý vinh. Bên này nạn niên dàn lý đá, có ba nòm côn xây tại mũi trở lọp một trọc cầm náu nơi bê thamay thamay ni. Và tạm cầm rôn nạn niên nâng vô là một rùa nơi chùm mùi xa mấy dàm xâm ốn, nâng ruông càng nghi chùm mùi khní khnông một rộp bóp nạy tình trái làng vinh. Ở với dạy ca còn xâm quá ca bằng hào tha cả rồi bị nạn niên dàn lý đá, bàn trở lọp một trọc mai phìm nạn tình phí miền càng nghi tràn chùm vì xe ca thọt sport xâm án, nâng bị thi có bị thi cả đền ni khnông ca bị thi nền ni. Với chữ ca có xâm quan nơi ngày thì đập ra mũi. Còn mình ca lực lăng bị xâm nạn nạn niên tâm rật thá thả lục nhạc xâm ốn. Bạn lực cho cung xâm phái xâm phẹt dưới điệp cảm đồng tiết.
ហើយក៏ត្រូវបានអ្នកនាងយ៉ាងលេចដាយល់ព្រមដោយក្តីរំភើបថែមទៀតផងតាមចាក់ការលើកឡើងរបស់តម្រុតថាគឺមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាលោកញ៉ែមសំអូននិងគម្រោងរៀបការជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលណានោះឡើយអ្វីដែលក៏សម្គាល់ក្រៅពីការវល់រួមការងារឡើងវិញលោកញ៉ែមសំអូនក៏នឹងមានគម្រោងថ្មីៗក្នុងការផលិតMV ហើយអ្នកនាងយ៉ាងលេចដាជាអ្នកចម្រៀងនិងសម្ដែងដោយផ្ទាល់ អ្នកគាំទ្រជាច្រើនសត្វតែបង្ហាញភាពរីករាយនឹងជួនពោក្រោយតារាចម្រៀងញ៉ែមសំអូននិងភរិយាបានវិលមករួមរស់ជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីរស់នៅបែកគ្នា10ឆ្នាំកន្លងទៅបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតើទៅនឹងលោកញ៉ែមសំអូននិងភរិយាត្រៀមនឹងរៀបការបាទសារជាថ្មីដើម្បីកាន់តែល្អអូកល្អអឺននឹងគ្នាអរគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ